Xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang chính cổ ngày xưa. Trước tiên thì rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới em và của em suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em phải nút đăng ký kênh mà đó có phải một dưới video nó bị đồng có chuông để tránh mất thời gian em vào phim ngày nay. Ngày nay em có tiếp tục làm một dòng dây băng. Cái này là dây băng xanh 84 nhá, xanh 84 và V3 sản xuất ở bên 170. Dòng này đi rất nhanh này, không dài dòng văn tự. Thì trong suốt thời gian 6 năm qua thì em giới thiệu rất là nhiều rồi, nên chính vì thế là em phải đi lướt qua. Các bác nào ở Hà Nội cần Hà Nội có địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 091 6566 826, cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh ở xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình hợp lý với cái phương tiện đó. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm là 3 4 ngày, tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Mắt con này bên trên góc 12 giờ thì nó có chữ BVL BNL. Con này sản xuất năm 1970, tháng nguyên 70. Đỉnh cầu trên bây giờ sẽ bằng SCA, bây giờ cũng thế rồi. Đấy, đỉnh cầu trên gầm cầu dưới. Con này sang năm 84 nhá. Giá 5 triệu đồng hay gọi 5.000k, sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Các bác yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm, về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, cũng như từ 7 giờ sáng đến 1 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện các bác điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quán nghỉ hàng, giao lưu đồ cổ đồ xưa, và đặc biệt hơn là em đi thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân. Các bác nhấn điện thoại trước để em liên kết bán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826. Các bác mua đâu mua, có nên lựa chọn quán lâu năm thân uy tín. Hà Nội và Sài Gòn, em và một số anh em chơi đồ cổ, quán đồ cổ là 20 năm, 3 năm, ngay cả số điện thoại của em trên 20 năm đã được khẳng định đến cái giá trị thương hiệu. Các bác mua nên đó là luôn luôn được đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Bởi vì sao? Bởi vì ngày nay rất nhiều đồ xấu họ bán qua trang mạng xã hội là không địa chỉ, không số điện thoại. Đa phần là không địa chỉ. Mua số điện thoại không, mà số điện thoại là toàn sim số khuyến mại, sim rác. Đấy. Thì sự kể cả số năm quy tư quý nhá, rất nhiều anh em bị dính số đuôi ba đám ở đấy. Kể cả có đối tượng có cái địa chỉ nhưng thay đổi địa chỉ liên tục, cứ vài tháng thay đổi chỉ một lần, mà mua bán thì hẹn nửa đường, hẹn chỗ nọ kia, hẹn chân tòa nhà, chân cư, hẹn cà phê, không hẹn được anh ở đâu, em mang qua xem bưng mua mua thôi. Rất nhiều anh em bị dính phải những kính dởm kính giả, cũng như là đồng hồ bật lửa, rồi bút nhẫn, rồi là những đồ cổ đồ xưa khác, rất nhiều anh em bị dính. Em chỉ khuyên cáo các bác là mua bán là mục sự tại nhà, có làm sao để em bạn được. Đấy là kinh nghiệm bán trong nước ngoài nước của em. Ở đây là góc độ chia sẻ quan điểm, không lớp, không đợi đời, không kêu căng kêu ngạo, em rất hòa đồng với tất cả anh em trong nước ngoài nước. Bác biết là em triển khai trên kênh YouTube của em là 6 năm qua chỉ có 2.000 người đăng ký kênh, mà trong khi đó rất nhiều đối tượng xấu họ triển khai thì chỉ có 1 năm, năm rưỡi, 2 năm đã 10.000, 15, 20.000 người đăng ký kênh. Bởi vì đối tượng đó luôn luôn thuê đơn vị thứ ba quảng cáo, marketing, sale, đẩy like, đẩy view, để được đăng ký kênh theo dõi cách chóng mặt chóng mặt, sử dụng sim số đẹp. Chính vì thế là đó rất nhiều anh em bị dính, đặc biệt là quần áo, giày dép, ví, thắt lưng hàng hiệu, rất nhiều anh em bị dính trong cái chiêu trò như thế. Nó bao xích lại chân giường, hay là nghe bùi tai quá thì thôi, nó mang cho cái kính như dởm, rồi là quần áo, rồi đặc biệt đôi giày, vẫn nhiều anh em bị dính giày Louis Vuitton á, rất nhiều anh em bị dính. Cho nên là hết sức cảnh giác trong cái chiêu trò đấy. Dây băng Aviator nha, sang 84 mắt, sang 84 RV3 nha, sản xuất thập niên 170 nha, giá 5 triệu đồng hay gọi 5.000k. Đó, về hình thức mua bán và thời gian bán hàng đều ghi dưới video rồi. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ nào, kể cả lễ ngày Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng nhân xuất quá. Em có công việc riêng thì điện thoại trước thì em nên tiết đoán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh. Vì nhiều bác đến đột xuất quá nên là em đi vắng, có những bác đến hai lần không gặp, rồi có bác đến thì phải chờ 1-2 tiếng, rất là mất thời gian. Bởi vì em có những công việc hành chính khác nữa, nhưng điện thoại thì em sẽ sắp xếp lịch để em nên tiếp đoán và lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn chuyên sâu về đồ cổ đồ xưa. Đó là cái giá trị cực kỳ lớn bác nhận được. Vâng, xin chào và gặp lại phía sau nhé.